Panda. I got broads in Atlanta. Since you don't need a fan. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Legacy. Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em test thử cái map mới gọi là map Grey Aya. Và cùng xem nhân vật MG đã được làm lại khi mà sử dụng skill là Chao Blade. Kèm theo đó là skill book của nó là Crusher trên Matri, và để xem em đó có thể trên ở cái map cao nhất này hay không. Thì hiện tại nhân vật của mình đang ở là level 1350 max level, và hiện tại mình tăng với một lượng là strength tối đa max strength, và vũ khí của chúng ta sử dụng ngày hôm nay là một cặp vũ khí 1100, và có một cặp khuyên tai mới khi mà khuyên tai của chúng ta đã được nâng cấp lên với khuyên tai phải là level 850, cũng như là khuyên tai trái là level 800. Ở đây mình sẽ vẫn sử dụng là Lyra cũ chưa được nâng cấp, và một cái Queen cộng 15 và open recovery rate 3% và bảo thêm 10. Ngoài ra mình sẽ sử dụng một sư tử, sư tử của mình là sư tử cộng 15 với hai ụp là down level và death level, và chúng ta thử xem với những trang bị cũng như là setting như vậy thì chúng ta có thể tên được ở các map buổi này hay không. Và chúng ta sẽ bắt đầu bởi cái vị trí spot đầu tiên. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với spot thường là spot water, và mỗi spot mình sẽ đứng khoảng 3 đến 5 phút cho anh em cùng theo dõi. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm đây, thế mà thôi. Rank của em đó hiện tại là rank 5 sau khi sử dụng skill book Crusher nha nhé. Đây, rank 5 của mình đây. Hiện tại mình đang để là AG 650 và max speed luôn, 351 trên 351. Tên cũng khá là lẹ. Khi mà chúng ta tấn công thì kẻ của chúng ta sẽ bị hạ xuống nhé. Mày mẹ nha nhỉ. Lượng đam của em nó gây ra cho quái cũng khá là nhiều. Và ở đây là setting của mình với bạn Master A. Anh em có thể thấy ở đây thì mình chỉ là tăng tương đối thôi, chưa phải là cách đối tốt nhất. Thế mà mình để là 20 cho việc hồi AG là gần như hơi bị dư thừa, ta có thể chỉ cần tăng 10 điểm thôi. Khi mà chúng ta đi kèm với một sư tử khá là ngon. Đấy, chém kinh không? Mà lượng đẹp của chúng ta khá là, tuy rằng là đẹp đã lên được 8.343 nhưng mà ta vẫn mất máu rất là nhiều. Đây là vị trí spot water nha nhé. Ui, 329 cả đam rồi nha. Rồi.
Mình vừa đưa em nó đến vị trí hotspot. Nhưng em có thể thấy hotspot water. Chạy mình rất là lực. Để mình hotspot water. Ui, 2200 máu kìa nha. Khá là đau ấy. Quái khá là may. Đây là khi mà G sử dụng vũ khí hai tay nha em. Khi mà chúng ta sử dụng vũ khí một tay. Khi mà chúng ta sử dụng vũ khí một tay thì chúng ta phải tăng vào địa của vũ khí một tay. Đấy, khi mà chúng ta không đánh quái thì chúng ta sẽ được gửi pet. Đây là một thay đổi của Season 16 Part 2 nha em. Và server mình đang chơi là server Riêu Mũ. Và mình đang ở server test. Thì ở server test này thì cũng có khá là nhiều lỗi, nên mình chỉ quay video cho anh em thấy sức mạnh của Edmerger khi được làm lại ra làm sao và cái skill thay đổi như thế nào. Còn bản này cũng khá là nhiều lỗi thì mình sẽ phải chỉnh sửa rất là nhiều trong việc cân bằng sức mạnh của các lớp nhân vật. Đây là vị trí chúng ta đang trên. Và đây là bảng master của mở rộng. Ở đây thì mình sẽ đang sử dụng skill doublet. Vậy chúng ta tăng max điểm ở các ô. Và hiện tại mình đang còn dưới 10 điểm. Và mình đang tăng tối đa lượng đam gây ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với vị trí tiếp theo của map Gorayaya. Map có yêu cầu là level 1130. Cái này đang bị lỗi nhé, cái này phải là 1280 mới được lên. Rồi, chúng ta sẽ cùng làm lại. Ở đây thì mình đã thay bằng con World Spirit. Đâu đấy. Rồi, có vẻ ổn hơn rồi đấy nha. Quái ở đây khá là mạnh. Trời ơi. Mình sẽ không đứng vào trong kia, mình sẽ đứng ở bên ngoài này một chút thôi. Đi sâu vào là chúng ta gặp gì chết. Còn rất là tốt. Đấy. Không bơm kịp bảo là chết liền đấy nha. Ta giữ 7 electro này, giảm đam này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thay em này bằng Demon của chúng ta.
Rồi, rất là thốn. Em sẽ phải chỉnh con chiếc chân cao một chút. Rất thốn nha nha. Hết máu là chúng ta sẽ chết. Đấy, hiện tại là hết máu rồi đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đứng lá. Khá là khó khăn trong việc trồ bài ấy, Elito. Để nhưng mà chúng ta tăng điểm là full strength đây em. Hiện tại là stick đã mắc. Không để đội nào anh em nhé. Ok, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em ba vị trí quái của map Raya, là map mới của season 16 part 2. Và cũng như cái skill Chao Blade, một skill mới của SMG khi mà MG chúng ta đã được làm lại với khả năng bút tăng rank của group lên Mastery, tăng lên thêm được 2 rank. Và bây giờ rank của Chao Blade chúng ta là lên rank 5. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo với sử dụng SMG vũ khí một tay, cũng như khả năng của SMG khi sử dụng vũ khí một tay đi lên thì ra làm sao, và khả năng dùng máu của em nó như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu ở video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là chia sẻ nếu như video này anh em cảm thấy hay, và đừng quên để lại comment nếu là ý kiến của anh em về nhân vật New MG mới này và cái map Raya, hay mình còn gọi là map mù màu, khi mà tất cả màu sắc của map đã được biến về màu trắng đen. Bye bye và hẹn gặp lại nha.